Thường thì đối với người tiểu đường ta nghiện cà phê, tức là thấy nó ngon, cho nên là luôn luôn người ta kêu cái cà phê là không được. Hoặc là trong bữa nay để mà đáp ứng cho những cái người mà bị tiểu đường, họ không có uống được cái đường, cho nên có đường 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 kiêng, cho nên nó có một cái ống sẵn như thế, nó là grevia, có nghĩa là đường đó từ cái cỏ ngọt mà người ta lấy cái tinh chất của nó thành cái đường để cho người bị tiểu đường, nghĩa là nó ngọt, mà nó ngọt ác lắm nha, nó ngọt gần như là gấp 50 lần đường đường glico, cho nên chỉ cần một tí xíu là được thôi. Cho nên uống được cà phê có đường nhưng mà đường kiêng cho người bệnh tiểu đường. À, đó chính là đường grevia, tức là đường lấy từ cái cây cỏ ngọt, cũng là thảo dược của chúng ta. À, vâng. À, ai mà quản lý được cái bệnh nó xuất phát từ đâu thì người đó có một cái thuốc để mà chuẩn, để điều chỉnh được cái đường huyết trong cơ thể của họ. À, thưa bà con, trên tay tôi là có cái lọ thuốc là Befarin. Đấy, cái thuốc này là mới của cái công ty cổ phần là Nesfaco. Thế bây giờ thành phần ở trong đó nó có cái gì? Thì ngày xưa khi nói tới bệnh tiểu đường thì người ta nói tới cái bài thuốc chuẩn, tức là cái bài lục vị. Gồm lục là sáu, bài lục vị này á nó bổ can thận âm. Thì nó gồm có sáu sáu vị, đó là thục địa, hoài sơn, sơn thù, bạch linh, là đơn bì và trạch tả. Sáu cái vị này là nó điều trị cho cái bệnh tiểu đường, mà đặc biệt nó chỉ bổ can thận âm thôi. Âm nghĩa là gì? Nghĩa là khô khát ham, tức là trong người nóng này, khát nước này, đi cầu bón, đi tiểu vàng, đấy, mạch đi nhanh, thì cái bệnh đó là bệnh thận âm hư, thì dùng cái bài lục vị. Thứ ba là thiên hoa phấn. Rất nhiều bài thuốc người ta dùng cái vị thiên hoa phấn. Thiên hoa phấn là cái vị thuốc gì? Là cái khi nó ra ra quả thì cái quả nó là nó gọi là hoa lâu. Cái hạt của nó là hoa lâu nhân. Công dụng của hoa lâu nhân trong đông y á là nó bổ phế chỉ khái, tức là nó bổ phổi mà nó cầm ho. Còn cái rễ của cái hoa lâu á, nó vừa thuộc họ bầu bí, thì nó thành một cái củ y như củ hoài sơn, nó cũng trắng như vậy. Nhưng mà thiên hoa phấn từ từ trước đến nay, nghĩa là cái bài thuốc nào mà trị tiêu khát của đông y cổ, tức là của Trung Quốc, thì người ta thấy rằng trong 1.000 bài thuốc trị tiểu đường, tức là tiêu khát của y học cổ Trung Quốc, có vị thiên hoa phấn và hoài sơn. Cái đây là cái mà mình nói lên một cái đặc biệt của cái công thức cái bài thuốc này. Nhục thung dung là có một cái vị thuốc đặc biệt để mà bổ thận, nhất là bổ thận âm. Nó có một cái mạch môn và thạch học. Cái này là để gì? Với cái thạch học là nó bổ thận âm, nhưng mạch môn nó lại bổ phế. Thiên môn mạch môn nó bổ phế. Thì trong này cái nhiệm vụ nó là nếu bổ phế thì người ta thấy cái phổi, phế là phổi, mình hiểu như vậy. Nó mát đi thì coi như không không khát nước nữa. Nó có ba phần: thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Thượng tiêu là phổi, tức là phế. Cái thạch học mạch môn đó là bổ phế. Còn người ta mà nhiệt mà thấy nó khát nước, cái bệnh mà tiêu khát, hay nói một cách khác mà trong đông y nó gọi là âm hư sinh nội nhiệt, có nghĩa là cái nước mà nó thiếu, cái phần âm dịch nó thiếu. Âm dịch thì gồm có nước, có huyết, có tinh, có tủy, mà nó thiếu thì nó biểu hiện ra là môi khô, miệng khô, khát nước, đi cầu bón, đi tiểu vàng và mạch nhanh. Đó là cái bệnh mà nó điển hình. Như vậy thì cái mạch môn nó bổ phế, như vậy là thượng tiêu nó giải quyết được, coi như là mình thấy mình thoải mái. Còn cái vị ngũ vị tử để làm cái gì? Ngũ vị tử này nó vừa bổ phế mà đồng thời nó giảm cái khát nước. Đấy, nghĩa là mình làm sao để mình hỗ trợ, mà nghĩa là mình trị một cái này cho nó chính nhưng mà có cái khác nó hỗ trợ. Đó là sự tương tác thuốc, hay nói cách khác là cái quân thần đối với một cái bài thuốc đông y. Cái ba kích ở đây là nó đặc biệt, nó là bổ thận. Đây, nãy giờ mình nói cái vụ thận cũng hơi nhiều rồi. Một cái nữa đó là cái sơn thù du. Cái sơn thù du thì nó lại nằm trong cái bài là lục vị. Như vậy thì xuất sắc của cái bài thuốc này ở chỗ nào? Ở chỗ là nhiều vị thuốc bổ thận, thạch học là ngũ vị tử cũng bổ thận,
sơn thù du bổ thận, ba kích bổ thận, dục thung dung bổ thận, ha, bà con thấy chưa? Cho nên cái bài thuốc này, cái nhiệm vụ nó là thận là chính. Và rõ ràng đi đâu thầy thuốc nào cũng vậy, coi mạch xong nói là anh thận yếu, anh gan yếu, à, thận kém, người luôn luôn người ta thấy là một cái câu nói như thế. Như vậy có nghĩa là gì? Bây giờ ta trở lại vấn đề của cái y học hiện đại, là rõ ràng khi nói tới tiểu đường là cái trục trặc của cái nội tiết, đó là chức năng của tụy tạng, tức là đông y cho là tỳ. Như vậy thì trong này cái hoài sơn là cái vị thuốc mà nó bổ tỳ. Đó. Rồi xanh địa là cái vị thuốc nó, nếu thuộc địa thì nó bổ thận, nhưng mà tôi muốn nó lên cái phế nhiều hơn, cho nên thay bằng xanh địa. Như vậy thì thượng tiêu cũng thoải mái, mạch môn, à, rồi là thêm cái thiên hoa phấn là nó bổ phế. Đấy là cái phần trên rồi. Còn lại những cái vị thuốc dục thung dung, ba kích, sơn thù du, cả hoài sơn nữa, bổ thận để nạp phế khí. Cho nên đây là bài thuốc mà ta trị bằng cách gì? Trị từ gốc, có nghĩa là khi thận mà nó khỏe thì nó nạp được phế khí khỏe thì không khát nước nữa, không đói bụng nữa, thì tự khắc cái tỳ nó ổn, tức là phần trung tiêu ổn. Đó là giải thích qua cái công thức của cái bài thuốc để cho bà con thấy.